Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá Realme GT Neo 6 và Neo 6 SE. Bên mình hiện tại thì đã về hàng rất là nhiều. Và đây là cái gì các bạn sẽ cần đánh đổi và các bạn thực sự cân nhắc trước khi mua sản phẩm này. Ok, vào với nhau. Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee, Sun Sale và đánh giá store nha. Mình bán tất cả, các bạn mua gì cũng đều có. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok, Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá của đãi cực kỳ hấp dẫn. Trước tiên các bạn có thể xem qua một chút về mức giá nhé. Hiện tại với Realme GT Neo 6 ấy thì số mình bán phiên bản RAM 12GB bộ nhớ trong là 256, tại Shopee, Sun Sale và đánh giá store sẽ rơi vào khoảng đâu đó là khoảng 7,6 triệu. Còn với phiên bản Realme GT Neo 6 SE phiên bản 16GB RAM nha, bộ nhớ trong là 256 thì nó rơi vào khoảng đâu đó là 7,3 triệu thôi. Và tất nhiên bảo hành cho anh em là 3 tháng một đổi một. Trước tiên mình sẽ chia sẻ các bạn cái lưu ý khi mà mua máy tại bên mình nhá. Thứ nhất về vấn đề lắp sim là bên mình đã unlock sim rồi, anh em về nhận sản phẩm lắp sim vào là ngon lành. Thứ hai là về ngôn ngữ thì với Realme GT Neo 6 SE và Neo 6 thì đã có sẵn tiếng Việt rồi, em không phải lăn tăn về vụ này nhá. Thứ ba là về các app ngân hàng rồi là VNAD thì Neo 6 và Neo 6 SE đều có thể dùng ngon lành, các bạn chỉ cần tắt tùy chọn nhà phát triển thôi. Thứ tư đó là về vấn đề liên quan đến thông báo thì các bạn bật full quyền lên nó cũng được tầm khoảng 85-90% rồi. Và tất nhiên số mình bảo hành cho các bạn là bảo hành 3 tháng lỗi 1-1 tất cả lỗ phần cứng nhà sản xuất. Đấy là một vài lưu ý ở trên Realme GT Neo 6 và Neo 6 SE khi các bạn mua tại bên mình nha. Rồi quay trở lại một vài cái điểm gọi là với Neo 6 SE nó có thể là gọi là vượt trội hơn nhiều so với nhiều sản phẩm trong cùng tầm tiền nha. Đầu tiên đó là về màn hình. Trong tầm tiền này thì đối với các bạn tìm sản phẩm nào mà nó độ sáng cao như thế 6000 nit, và nếu mà đưa ra so sánh với lại một vài sản phẩm ví dụ nhá là IQ Z9 Turbo này hay là Tu 3 đi thì độ sáng Neo 6 SE hay là Neo 6 là đỉnh của chóp luôn. Có cả công nghệ LTPO AMOLED. Anh em lưu ý màn hình ở trên Realme GT Neo 6 và Neo 6 SE thì nó sẽ hơi ám vàng nhẹ các bạn nha. Cái này thì sẽ tùy gu cảm nhận thôi. Nói chung về chất lượng hiển thị và độ sáng thì rất là ok rồi. Cái tiếp theo đó là về pin. Cả hai em này đều trang bị pin là 5500mAh. Với Neo 6 SE đi kèm với công suất sạc là 100W, còn với Neo 6 là 120W. Nó cũng không thực sự là chênh quá nhiều đâu. Và tiếp theo, cái sự khác biệt nữa giữa hai sản phẩm này đó là về con chip trang bị. Với Neo 6 SE trang bị con chip là Snap 7 Plus Gen 3 và với Neo 6 là Snap 8S Gen 3. Nhưng thực tế về trải nghiệm chơi game hiện tại thì nó thực sự là nó không cho cái trải nghiệm chơi game quá ngon các bạn nhá. Bởi vì là với sản phẩm Realme hiện tại bị bóp hiệu năng khá là nhiều, kể cả bạn có chơi tốc chiến ý, tuy nhiên nó cũng sẽ không thể nào đều được ở 120fps đâu. Kể cả các bạn có tải cái game space quốc tế các thứ thì cũng thế các bạn ạ. Và đây, ở một cái comment của anh em về Realme GT Neo 6 SE về trải nghiệm chơi game thực tế nhá. Các bạn có thể dừng video lại để đọc cái comment này nó tiện hơn nha. Nói chung là mặc dù khác con chip nhưng mà về cái trải nghiệm game thực tế hai cái con này nó không khác biệt nhau quá nhiều đâu. Đã qua một chút về camera nhỉ. Với camera ở trên hai cái con này ý, thì theo như mình đánh giá, nếu mà so sánh với thế trước thì Neo 6 và Neo 6 SE nó bị ám vàng hơn khá là nhiều nha. Camera ở mức gọi là tạm ổn thôi chứ sẽ không thực sự là nó đẹp. Nếu mà so sánh giữa Neo 6 và Neo 6 SE với Neo 5 thì với cá nhân mình sẽ thích cái tông màu ở trên Realme GT Neo 5 hơn. Nó về cái ám vàng thì tất nhiên màn hình ở trên hai cái con này thì nó vẫn ám vàng. Mặc dù cả hai sản phẩm này đều hỗ trợ chống rung khoa học OIS nhưng mà khả năng chống rung ấy nó thực sự là không quá ngon các bạn ạ. Về vấn đề ROM ở trên Realme GT Neo 6 và Neo 6 SE hiện tại thì có ROM, nhưng mà slot 1 tháng ấy, thực sự các bạn là để unlock cái ROM trên con này thì nó có thể được, nhưng mà thực sự là để tranh giành nhau thì rất là khó khăn. Âm thanh loa stereo ở trên hai cái con này thì mình thấy là ở mức bình thường thôi. Còn lại mình đáo qua một chút về thiết kế nhá. Thiết kế ở trên Neo 6 và Neo 6 SE nó giống y hệt nhau. Về trải nghiệm cầm nắm thì ok, rất dễ chịu bởi vì nó nhẹ. Các bạn cũng sẽ cần lưu ý là về cái gọi là hoàn thiện ở trên Neo 6 và Neo 6 SE nó không thực sự là quá tốt, đặc biệt là cái mặt lưng nhựa ở trên con này. Khi các bạn có ấn vào mặt lưng thì nó sẽ vẫn có cảm giác là hơi lõm nhẹ nha. Còn lại một vài yếu tố thêm, ví dụ hai cái con này thì đều hỗ trợ chuẩn Wi-Fi L1 rồi, đều có cảm biến vân tay bên trong màn hình. Tuy nhiên là vị trí để vân tay khá là thấp nha. Đó là một vài cái chia sẻ nhanh của mình về Realme GT Neo 6 và Neo 6 SE sau một thời gian. Các bạn thực sự lưu tâm cho mình là chọn Realme GT Neo 6 và Neo 6 SE trong trường hợp thứ nhất anh em thích Realme, thứ hai anh em thích màn cong, thứ ba là anh em không chơi game quá nhiều nhá. Còn lại thì các bạn có thể cân đối sang một vài sản phẩm khác. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem ở đây. Một vài sản phẩm của Realme rồi là IQ Xiaomi mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận ghim. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nếu thấy video này hay và hữu ích nhớ cho mình nút like, share và subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.